đèn bồng bay đen được bán rất là hot tại công ty bên mình. Hai mẫu đèn này có tên là đèn laser DJ Royal Singer xoay 360 độ rồ. Đây là hai mẫu đèn quét xi chiếu hình 3D rất là đẹp. Mẫu đèn này thì nó có hai phiên bản, sử dụng rất là tốt cho những không gian từ 20 cho đến 50 mét vuông như phòng bay, quán bar, vũ trường hoặc là những cái phòng karaoke, cho những cái sân khấu đi show ca nhạc lưu động cũng rất là đẹp. Mình sẽ vuông thêm khói để mọi người có thể thấy rõ được luồng tia hơn. Và những cái dòng đèn hiệu ứng như thế này thì mọi người có thể kết hợp thêm máy phun khói để nó tăng được cái độ sắc nét của luồng tia. Hiện tại mình sử dụng là cái máy khói 1500W cho công ty bên mình cung cấp. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế từ studio của công ty BAH bên mình. Và dòng loa mình đang mở nhạc đó là dòng loa Boa L1 Pro 08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.